Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một bài tập khác ở trong chuỗi video lý thuyết mạch chủ đề của mình. Và chúng ta hãy bắt đầu luôn vào video. Bài tập cho mạch điện R1 bằng R3 bằng 100 ohm, R2 bằng 125 ohm, R4 bằng 20 ohm, R5 bằng 80 ohm và E là bằng 100 V. Đề bài yêu cầu là viết các hệ phương trình dòng nhánh, dòng vòng cho mạch điện bên dưới. Đầu tiên chúng ta sẽ phân tích cái bài này. Về những dữ kiện ở lúc ban đầu thì không có vấn đề gì cả. Còn đề bài yêu cầu cũng rất rõ ràng rồi. Phương trình dòng nhánh và phương trình dòng vòng của mạch điện đều có thể hiểu được ngay khi mà đọc một lần. Nhưng vấn đề xuất hiện ở cái hình vẽ này. Nó sẽ khác so với tất cả những cái hình vẽ khác thông thường mà chúng ta gặp. Chúng ta có thể thấy nút nó lại ở đây, chứ bình thường nó ở đây. Nhưng mà cái này nó không có vấn đề gì cả. Đây là một cái đề ra nó kiểu cho chúng ta giải đố một chút thôi. Về cơ bản cái hình vẽ này nó vẽ lại, nó sẽ là như cái hình bên này. Nó không khác gì cả. Vị trí các nút nó di chuyển quay trở lại bên này. Không có vấn đề gì. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phương pháp giải bài này. Đầu tiên là mình sẽ viết các hệ phương trình dòng nhánh cho mạch điện trước đã. Đầu tiên là dòng nhánh thì phương pháp vẫn phải trải qua 3 bước. Bước số 1 xác định số nút số nhánh. Bước số 2 chọn chiều và dòng điện nhánh, hướng của vòng. Bước 3 là viết phương trình và giải. Thì đầu tiên số nút chúng ta sẽ nhìn sang hình bên này cho dễ. Như các bạn có thể thấy ở đây nó có 4 cái nút. 1 này, 2, 3 và 4. Thì ở đây số nút sẽ là 4. Tiếp theo, số nhánh. Số nhánh là xác định là từ nút này sang nút kia ấy. Ở đây nhá, từ nút này sang nút này. Một nhánh này, đây là một nhánh. Từ nút này sang nút này là một nhánh. 2 rồi, 3, 4, 5 và 6. Chúng ta có 6 nhánh ở trong phương trình này. Về bước số 2, chúng ta sẽ chọn chiều dòng điện nhánh và hướng của vòng. Ở trong tất cả các video mình làm, mình đều chọn hướng vòng là theo chiều kim đồng hồ như thế này. Nhưng các bạn cũng có thể chọn chiều ngược lại, nhưng mà nó sẽ phải giải theo những cái, phải xét cái chiều dấu của cái E này này, nó sẽ khác nhau một chút. Và trong tất cả các video mình đều đồng nhất là chọn theo chiều kim đồng hồ để các bạn có thể dễ quan sát. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn chiều của dòng điện nhánh. Đây là một bước khá là quan trọng nên các bạn cần phải tập trung vào. Khi mà chọn chiều của dòng điện nhánh thì chúng ta sẽ phải xác định từ cái điểm nút theo mình không nhớ lắm nhưng là theo định luật Kip-Hope, tức là tổng số vào và ra nó phải bằng nhau. Đây, mình sẽ ví dụ. Ví dụ ở cái nút này. Ví dụ mình cho dòng điện nó đi vào từ hướng này đi. Tổng dòng điện vào phải bằng tổng dòng điện ra. Đấy nhá, nó hướng từ dưới lên trên này này. Thì hai cái bên này nó sẽ phải là ra. Ở trong bài này mình quy định là cái ở trên đoạn nào có tải nào thì nó sẽ là quy định là Y bằng cái số của tải luôn. Ví dụ đây là R1 thì mình sẽ quy định luôn cả cái chỗ này nó sẽ là Y1 luôn. Còn đây là R4 thì nó sẽ đây. Mình sẽ quy định là Y4 luôn. Cái này nó chạy như thế này, này. Xuống đây thì cái mũi tên nó sẽ cắm xuống như này. Đây sẽ là Y4. Và tương tự như vậy. Ở đây thì cái dòng này mình sẽ quy định ở cái đoạn này dòng điện chạy qua cái nhánh này sẽ là YE. Như các bạn có thể thấy thì tất cả các nút đều tuân theo một quy luật. Đây, IE nó sẽ bằng Y4 này, cộng với cả cái Y ở đây là Y1. Vào đây và ra hai cái đây. Sang đây, Y4 vào này, Y3 vào này, ra Y5 này. Y5 vào cái nút này, Y2 vào cái nút này và nó sẽ ra IE. Nó sẽ tuân theo quy luật vào ra. Và chúng ta đã xong bước số 2, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bước số 3. Và trước khi sang bước số 3 thì mình nhắc là viết mấy cái Y3, Y4 này này là để tí nữa có thể viết được phương trình. Đó. Ok,
Về phương pháp dòng nhánh thì chúng ta sẽ phải viết hai phương trình. Đầu tiên là phương trình dòng và phương trình cân bằng về áp. Về cơ bản, phương trình dòng chính là phương trình của dòng là dòng điện thì là sẽ là phương trình của các cái y mà chúng mình vừa nói ở bên này. Đây chính là mấy cái y 3 4 này. Tiếp theo, phương trình cân bằng về áp, áp ở đây có nghĩa là U ấy. U nghĩa là điện áp ấy. Ok. Về phương trình về cái N này chính là số phương trình mà chúng ta sẽ phải viết ở trong cái bài này. N sẽ bằng số nút trừ đi 1 đúng không? Số nút chúng ta vừa đếm được là 4 nút, 4 điểm màu đen xì đây. 4 trừ 1. Và sẽ có 3 phương trình cần phải viết. Số nhánh vừa đếm được là 6, 6 trừ đi 4. 6 trừ 4 là 2, cộng 1 là 3. Cũng sẽ phải viết 3 phương trình. Để có thể viết được phương trình về dòng và phương trình về áp thì chúng ta cần phải hiểu rõ. Về phương trình về dòng thì chúng ta phải chọn các điểm nút. Ở đây mình có 4 nút thì mình sẽ chọn 3 nút bất kỳ trong 4 cái nút này. Ví dụ nút này, nút này, nút này hoặc nút này cũng được. Để viết thành 3 cái phương trình về dòng. Tiếp theo phương trình về áp thì sao? Phương trình về áp thì mình sẽ viết theo quy luật là ba cái vòng tròn. Đây. Ba cái này, một này. Một phương trình về áp này, sau hai phương trình về áp này, ba phương trình về áp. Chiều đây là chiều của dòng điện. À đây là chiều của hướng vòng mà mình đã chọn ngay từ đầu bài. Còn chiều của dòng điện nhánh thì cũng đã chọn rồi. Nó sẽ tuân theo quy luật tổng vào sẽ bằng tổng ra. Vào này sẽ bằng cái này cộng cái này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu viết phương trình. Mình sẽ chọn mấy cái nút ngẫu nhiên và mình sẽ đặt tên để cho nó dễ quan sát. Đầu tiên là cái nút nút này nhé, mình sẽ đặt tên là A đi. Nút A. Và đây là nút B này, đây nút B nhé. Ok, đây là nút C. Chúng ta sẽ viết phương trình của nút nút A trước. Phương trình của nút A sẽ là IE vào này và có ta thấy có I4 và I1 ra. I1 ra này, I4 ra này, IE vào. Thì quy tắc về điểm nút thì tổng vào sẽ bằng tổng ra. Như vậy, căn cứ theo cái điều đó thì chúng ta sẽ có một phương trình là IE trừ I4 trừ I1 bằng 0. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có ở đây i1 vào, i3 và i2 ra ở đây thì sẽ có phương trình là gì? i1 trừ i3 trừ i2 bằng 0. Tiếp theo, thấy i2 và i5 vào và có i ra thì ở đây sẽ có i2 cộng i5 trừ i bằng 0. Ok. Hoặc cái này cũng thể viết ngược lại nhé, là i2 cộng i5 sẽ bằng trừ ie. Tại sao lại là trừ ie? Vì bọn nó ngược chiều nhau mà. Hay cộng ie nhỉ, cộng ie đó. Tổng vào bằng tổng ra, đúng. Thì đây mình sẽ có 3 phương trình về dòng như trên đã. Bây giờ đã hoàn thành cái này rồi. Tiếp theo để đến phương trình về áp. Để viết phương trình về áp, mình cũng sẽ đánh số cho nó dễ quan sát hơn. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ đi vào vòng số 1 trước nhé. Vòng số 1 các bạn quan sát đây. Có chợ nhà R4 này. Đi qua chợ R4 này. R3, R1. Như vậy trong vòng này chỉ có 3R mà thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. Ở đây sẽ có UR4 cộng UR3 cộng với cả UR1. Xét về cái chiều vòng theo chiều kim đồng hồ nó sẽ quay như thế này. Đầu tiên là nó sẽ R4 này qua R4. R4 như này thì nó sẽ là dấu dương vì nó cùng chiều với dòng điện I. Cái vòng này chúng ta thấy ở đây khi mà nó chạy như thế này nó sẽ đối đầu với cả I3. Thì tí nữa chúng ta sẽ phải trừ đi U của R3 và trừ luôn đi của UR1.
nó chạy cùng chiều với R4 thì UR4 sẽ là dấu dương. Ở đây không có E thì cái vế bên kia nó sẽ bằng 0. Tương tự như vậy vòng số 2. Vòng số 2 vừa chọn cũng là chạy theo chiều kim đồng hồ như thế này. Thì có thể thấy ở đây R1 I1 sẽ cùng chiều với cả hướng vòng. Y dòng điện I2 cũng chiều cùng chiều với hướng vòng. Và E cũng cùng chiều, tất cả bọn chúng sẽ là dấu dương. Và chúng ta sẽ có phương trình như thế này. Tất cả đều dấu dương đây. Dấu dương. Tiếp theo đến vòng số 3 cũng chọn theo chiều kim đồng hồ. I3 cùng chiều vòng. I5 cùng chiều vòng. Nhưng R2 đã đối đầu thì sẽ có dấu trừ ở đây. Cái này nhân này là ra điện áp. Xong, vậy là mình đã viết xong phương trình về dòng và phương trình về áp của cái mạch điện này. Nó sẽ như thế này. Như ở trong tất cả các video trước mình đã nói thì khi mà bài toán có từ ba cái vòng này trở lên này, đây một vòng này, hai vòng và ba vòng thì chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng cái phương pháp dòng nhánh này cả, vì nó quá dài như các bạn thể thấy ở đây, mà chúng ta sẽ sử dụng sang phương pháp dòng vòng. Và bây giờ mình sẽ giải phương pháp dòng vòng để xem nó nhanh hơn cái phương pháp dòng nhánh này như thế nào. Trước khi vào phương pháp này thì mình sẽ đổi cái ký hiệu cho nó đúng với trong cái phương pháp dòng vòng của mình đã hướng dẫn ở trong các video trước. Thì mình sẽ chia làm 3 vòng ABC như thế này. Thì điều này có nghĩa là gì? Toàn bộ những chỗ đi qua này sẽ là IA, sẽ có IA đi qua, IC đi qua, IB đi qua. Còn những chỗ giao này thì sao? Thì tiếp theo chúng ta sẽ xét. Để giải bằng phương pháp dòng vòng thì nó cũng sẽ trải qua 3 bước giống như dòng nhánh. Mình sẽ chiếu vào đây luôn. Thì xác định số nút số nhánh có rồi. Ok, 4 và 6. Chọn dòng chiều, dòng điện nhánh. Dòng điện nhánh. Và hướng của vòng vẫn là chiều kim đồng hồ nhé. Về viết phương trình và giải thì số phương trình của phương pháp dòng vòng sẽ là số nhánh trừ số nút và cộng 1. Số nhánh trừ số nút cộng 1 ở đây chúng ta có 4 này, 6 này. Thì nó cũng giống cái này đúng không? Số nhánh trừ số nút cộng 1 sẽ là phải viết 3 phương trình. Ok, viết 3 phương trình thì phương trình vòng A, B và C thế là đủ. Xét vòng A. Vòng A chạy theo chiều kim đồng hồ. Nó s�ẽ đi qua 4 con trở R4, R3 và R1 theo chiều kim đồng hồ như thế này. Và chúng ta sẽ đánh dấu dương cho nó. Nhưng mà đến cái đoạn này, đoạn R3 này, nó vẫn đang đi từ từ cái nút này qua nút này là phải sang trái. Nhưng vòng C nó lại đi ngược chiều như thế này. Từ cái nút này qua nó lại ngược lại như thế này. Thì chúng ta sẽ phải đặt dấu âm ở cái đoạn này nữa, trừ đi cái đoạn này. Và tương tự bên này, vòng B đến đoạn này nó đi ngược chiều. Thì chúng ta sẽ có phương trình như sau. IA đi qua 4 con trở R4, R3, R1 thì sẽ viết như thế này. Và trừ đi cái đoạn mà có R1 và dính với cái IB, trừ đi C, ở đây không có E thì sẽ đánh bằng 0. Tương tự xét vòng B. Vòng B đi qua R1, R2 thì sẽ như thế này. IB nhân R1, R2 trừ IA nhân R1 trừ IC nhân R2. Tại sao? Nó cái đoạn như này này. A nó đi qua này, B y ngược sang này thì trừ đi. Và cái đoạn này nó ngược với C, trong lúc đó B đang đi như thế này thì phải trừ đi. Và ở đây có một xuất hiện đoạn E, và nó cũng đi cùng chiều với B nên là nó sẽ có dấu cộng ở đây. Tiếp theo đến vòng C, nhìn đây có thể thấy là IC đi qua R3, R5, R2 này. IC đi qua R5, R3, R5, R2 ở đây đối chiều với IA. Khi trong khi xe đang đi như thế này thì sẽ phải trừ đi IA nhân R3, IA nhân R3 trừ IB nhân R2, không, trừ IB nhân R2. Đây B cũng chạy ngược với cả C ở một cái đoạn R2 này. Và chúng ta nhìn trong cái vòng này không có E, dẫn đến câu chuyện rằng bên này nó sẽ là bằng 0. Chúng ta hãy nhìn tổng quan lại một lần nữa.
phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng nó quá khác nhau. Và do cái lý do ngắn gọn như thế này nên người ta sẽ chỉ sử dụng phương pháp dòng vòng trong các trường hợp mạch phức tạp từ 3 vòng trở lên, từ 2 đến 3 vòng trở lên đều dùng phương pháp dòng vòng. Phương pháp dòng nhánh cực kỳ dài. Mình vừa làm một video rất trực quan về việc sử dụng phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng trong một bài tập khá là cụ thể. Đây chỉ là một trong rất nhiều các video mà mình làm về chủ đề lý thuyết mạch. Lý thuyết mạch thì cái link, đường link mình sẽ để trong phần mô tả để các bạn có thể xem rất nhiều video có thể rằng là hữu ích dành cho bạn. Các video mình nêu các phương pháp cũng khá là cụ thể. Mong rằng cái video của mình sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và sẽ giúp bạn tiến bộ hơn. Và đừng quên ấn đăng ký vì mình sẽ còn trở lại với rất nhiều những video thú vị và bổ ích dành cho bạn. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.